Xin chào bà con, với cái clip này thì mình hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật đào hố chanh dây. Khi mà chanh dây trồng khoảng được khoảng tầm từ gần 2 đến 3 tháng á, thì chúng ta tiến hành đào hố và bỏ phân trù xung quanh cái hố. Mà cái biện pháp đào hố chúng ta hãy cẩn thận là những cái rễ chúng ta không nên đào quá sâu. Khi vô tình đào sâu quá hay càng quá sẽ làm đứt cái rễ chanh, làm cho chanh chết. Với clip này bà con nông dân xem về cái hình thức đào hố này. Đây là cái kiểu cự ly rất là đều và hợp lý để cho chanh phát triển với vùng đất ở Tây Nguyên. Đây là diện tích gần 3 hecta mà bà con nông dân trồng được gần 2 tháng. Và cái tháng này đó là cái tháng để bón phân lót, phân chuồng đó, để thúc cho cây phát triển và ra trái. Đa số trong mô hình này thì nông dân ta trồng bằng tre, không trồng bằng bê tông, trụ tre hết hoàn toàn. Và xem bà con cứ xem hết clip này, chúng ta sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm, một cái kiến thức về cái kỹ thuật đào bồn, như là tạo hố cho cây chanh dây.